Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Sáng ngày 6 tháng 9, Ủy ban Tư pháp khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 10 thẩm tra các báo cáo tư pháp và báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng. Theo báo cáo của Chính phủ, các cấp các ngành đã chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng hơn 37.470 lượt cán bộ, công chức, viên chức, tăng hơn 86% so với năm 2022. Chính phủ khẳng định việc chuyển đổi vị trí công tác đảm bảo phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ, không làm xáo trộn, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Chính phủ cũng cho hay năm 2023, việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn được thực hiện tích cực, nghiêm túc. Báo cáo nêu vào cuối năm 2022 đã có gần 60.460 người kê khai tài sản thu nhập lần đầu, hơn 545.500 người kê khai tài sản thu nhập hàng năm, hơn 161.900 người kê khai tài sản thu nhập phục vụ công tác cán bộ, gần 655.300 người đã sử dụng công khai bản kê khai tài sản thu nhập. Từ ngày 8 tháng 2 năm 2022 đến ngày 30 tháng 4 năm 2023, cơ quan có thẩm quyền đã xác minh tài sản, thu nhập gần 13.100 người. Có hơn 2.660 người có sai sót về kê khai sai mẫu, chưa đảm bảo theo hướng dẫn, không đầy đủ thông tin, chậm thời hạn so với quy định. Đặc biệt, các cơ quan đã xử lý 54 người do không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm. Các hình thức xử lý là xóa tên khỏi danh sách ứng cử, kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, kỷ luật bằng hình thức cách chức. Năm 2023, Chính phủ cũng khẳng định đã kiên quyết làm rõ quy trách nhiệm chính trị của người đứng đầu để xảy ra vi phạm, khuyết điểm trong lĩnh vực được phân công quản lý phụ trách. Theo báo cáo của các bộ ngành, các địa phương và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan, có 39 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, tăng hơn 105% so với năm 2022. Cụ thể, có 11 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đã bị xử lý hình sự do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. Có 28 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xây dựng ra hành vi tham nhũng. Trong đó có 3 người bị khiển trách, 12 người bị cảnh báo và 13 người bị cách chức. Báo cáo Chính phủ nêu rõ, việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu đã có tác dụng răn đe, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác phòng chống tham nhũng tại cơ quan đơn vị mình phụ trách. Tại báo cáo về Ủy ban phòng chống tham nhũng năm 2023 gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ khẳng định công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, có bước tiến mới, quyết liệt, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả hơn, để lại dấu ấn tốt, củng cố thêm nhiều niềm tin của nhân dân. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được đẩy mạnh, thường xuyên được rà soát, điều chỉnh phù hợp với thực tế. Đồng thời kiên quyết làm rõ quy trách nhiệm chính trị của người đứng đầu để xảy ra vi phạm, khuyết điểm trong lĩnh vực được phân công quản lý phụ trách. Theo Chính phủ, việc công khai minh bạch và thực hiện trách nhiệm giải trình trong tổ chức hoạt động của cơ quan đơn vị, nhất là trong các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực tham nhũng, có chuyển biến tích cực. Các bộ ngành địa phương kiểm tra lại 11.056 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai minh bạch, tăng hơn 33% so với năm 2022, phát hiện 77 cơ quan, tổ chức, đơn vị vi phạm. Chính phủ cho hay, các bộ ngành địa phương đã kiểm tra việc thực hiện các quy tắc ứng xử của bộ, công chức tại hơn 7.650 cơ quan, tổ chức, đơn vị, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm và xử lý 893 cán bộ, công chức, viên chức. Số trường hợp cán bộ vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp tăng hơn 71% so với năm trước. Đáng chú ý, năm 2023, có 23 trường hợp nộp lại quà tặng cho đơn vị với số tiền 93 triệu đồng, trong đó Ngân hàng Nhà nước 19 người, Thành phố Hồ Chí Minh 1 người, Thành phố Đà Nẵng 3 người. Theo tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ, báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 2023 của Thanh tra Chính phủ vào hôm 18 tháng 8 trước đó, Thanh tra Chính phủ, cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng cho biết, nhiều bộ phận địa phương vẫn chưa nghiêm túc trong việc báo cáo công tác quan trọng này. Cụ thể, ngày 17 tháng 8, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản đề nghị các bộ ngành địa phương báo cáo công tác phòng chống tham nhũng. Một tháng sau, ngày 17 tháng 8, Thanh tra Chính phủ ra tiếp văn bản đôn đốc nhắc nhở, nhưng vẫn còn nhiều nơi chưa nộp hoặc chưa cập nhật số liệu. Nhiều cái tên được nhắc tới như Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Ủy ban Dân tộc, Ủy ban Nhân dân các địa phương Hà Nội, Bạc Liêu, Khánh Hòa chưa nộp báo cáo bằng văn bản. Một số nơi chưa cập nhật số liệu và phần mềm cơ sở dữ liệu báo cáo tổng hợp của Thanh tra Chính phủ.
Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên Ban Dân tộc, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội và Ủy ban Nhân dân các địa phương như Hà Nội, Quảng Bình, Kiên Giang, Đồng Nai. Trên cơ sở số liệu báo cáo mà các địa phương bộ ngành khác đã gửi về, Thanh tra Chính phủ đã tổng hợp dự thảo báo cáo công tác phòng chống tham nhũng của Chính phủ trình Quốc hội kỳ họp tháng 10 tới. Theo đó, đánh giá việc công khai, minh bạch và thực hiện trách nhiệm giải trình trong tổ chức, hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhất là trong lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực tham nhũng năm qua có chuyển biến. Kiểm soát tài sản thu nhập là một nội dung mới nằm trong nhóm các biện pháp phòng ngừa của Luật phòng chống tham nhũng 2018. Triển khai nội dung này, tháng 2 năm 2022, Bộ Chính trị đã ra quyết định 56 QĐ-TVK ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập. Trên cơ sở đó, năm 2022, cả nước đã tiến hành xác minh tài sản thu nhập theo hình thức lựa chọn ngẫu nhiên với 13.093 cán bộ, công chức, người có chức vụ quyền hạn. Qua đó phát hiện 2.664 trường hợp vi phạm, sai sót về kê khai sai mẫu, chưa bảo đảm theo hướng dẫn, không đầy đủ thông tin, chậm thời hạn, ở mức độ vi phạm nặng hơn. Có 54 người bị xử lý do không trung thực trong việc kê khai tài sản thu nhập và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm. Các hình thức xử lý là xóa tên khỏi danh sách những người ứng cử, kỷ luật cảnh cáo, cách chức. Dự thảo báo cáo do Thanh tra Chính phủ xây dựng cũng dành một mục về tình hình xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng. Theo đó, tổng hợp số liệu năm 2003 đến lúc này, cả nước có 39 người đứng đầu, cấp phó bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. Có 11 người bị xử lý hình sự, 28 người bị xử lý kỷ luật. Thanh tra Chính phủ đánh giá, việc xử lý người đứng đầu có tác dụng răn đe, nâng cao vai trò trách nhiệm đối với công tác phòng chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị. Cũng ở nhóm giải pháp phòng ngừa, dự thảo cho biết một số tác dụng cụ thể của việc thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ quyền hạn. Theo đó, năm 2023, có 23 trường hợp nộp lại quà tặng cho đơn vị với số tiền 93 triệu đồng. Với quy định về chống xung đột lợi ích, cũng là một nội dung mới của Luật phòng chống tham nhũng 2018, thì năm qua không có trường hợp nào bị xử lý. Công tác phòng chống tham nhũng những năm qua được đặt dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Vậy nên, dự thảo báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm nay có đề cập tới một số văn bản của Đảng như quy định 41 QĐ-TVK năm 2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ, thông báo số 20 TB-TVK năm 2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật, hướng dẫn 21 HD-BTC-TVK năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện thông báo 20. Dự thảo cho biết trong năm qua, Thủ tướng đã lãnh đạo chỉ đạo quán triệt các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện nghiêm các nội dung này, qua đó đã kịp thời thay thế cán bộ lãnh đạo quản lý bị kỷ luật hoặc có năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết thời hạn bổ nhiệm. Ngoài ra, việc triển khai đã giúp các cán bộ lãnh đạo quản lý bị kỷ luật có cơ hội sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục phấn đấu tu dưỡng rèn luyện. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.